Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin được cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến trong video ngày hôm nay, 18 tháng 6 năm 2022 sẽ bao gồm hai phần như sau phần 1 cập nhật các nơi, các tiểu bang có tiền thực phẩm khẩn tháng 6 năm 2022 và lịch gửi. Phần 2. Danh sách của những tiểu bang sắp chấm dứt lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở tiểu bang. Và việc này sẽ ảnh hưởng gì đến tiền thực phẩm khẩn của quý vị? Quý vị thân mến, trước tiên, Lê Đình xin cập nhật với quý vị danh sách của các tiểu bang và những nơi có tiền thực phẩm khẩn tháng 6 năm 2022 tính đến hết ngày 17 tháng 6 năm 2022. Nếu quý vị chưa xem các video trước của Lê Đinh cập nhật về tiền thực phẩm khẩn tháng 6, thì quý vị chỉ cần xem video này là sẽ có đầy đủ nhất tên của các tiểu bang có tiền thực phẩm khẩn tháng 6. Đầu tiên là tiểu bang Alabama. Tiểu bang này có lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 vào ngày 1 tháng 7. Tiểu bang thứ hai, Alaska, Lịch gửi là từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Thứ ba, đảo Guam, Lịch gửi là ngày 17 tháng 6. Thứ tư, Hawaii. Lịch gửi là 11 tháng 7. Tiếp theo là tiểu bang Kansas. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 cũng vào tháng 7, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7. Thứ sáu, Maine có lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 là ngày 10 tháng 6. Thứ bảy, Maryland, lịch gửi là vào ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. 8. New Hampshire, tiểu bang này sẽ gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 vào một trong những ngày sau đây, 3 tháng 6, 17 tháng 6, 3 tháng 7 hoặc là 15 tháng 7. Tiểu bang thứ 9 có tiền thực phẩm khẩn tháng 6 là New Jersey. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 ở đây là từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. 10. North Carolina có lịch gửi là từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Oregon là tiểu bang thứ 11 có tiền thực phẩm khẩn tháng 6. Lịch gửi là ngày 10 tháng 6, 29 tháng 6 hoặc là 1 tháng 7. 12 là tiểu bang Pennsylvania. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 ở đây bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6. 13 là Rhode Island. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 là vào ngày 3 tháng 6. 14. South Carolina. Lịch gửi sẽ vào ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6. 15. Virginia. Có lịch gửi vào ngày 16 tháng 6. 16. Washington. Lịch gửi tiền ở đây là vào ngày 1 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. 17 West Virginia Lịch gửi là từ ngày 7 tháng 6 Và đợt cuối cùng mà quý vị có thể nhận được tiền thực phẩm khẩn tháng 6 là ngày 13 tháng 7 Tức là nếu trong ngày 7 tháng 6 mà quý vị ở tiểu bang Virginia chưa có tiền thực phẩm khẩn thì quý vị có thể sẽ được nhận vào những ngày sau đó nhưng không trễ hơn ngày 13 tháng 7 Tiểu bang thứ 18 là Wisconsin Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 ở đây là vào ngày 11 tháng 6. 19 là Washington DC. Những quý vị có food stamps ở Washington DC sẽ được nhận thêm tiền thực phẩm khẩn tháng 6, giống như ngày mà quý vị đã được nhận tiền thực phẩm khẩn tháng trước. Ví dụ, trong tháng 5, quý vị được nhận tiền thực phẩm khẩn vào ngày 25 tây, thì tháng 6 quý vị cũng sẽ được nhận tiền thực phẩm khẩn vào ngày 25 tây. Tiểu bang thứ 20 có tiền thực phẩm khẩn tháng 6 là tiểu bang California. Những quý vị có food stamps ở tiểu bang California sẽ được nhận thêm tiền thực phẩm khẩn tháng 6 vào tháng 7. Mà cụ thể là vào một trong hai ngày sau đây, hoặc là 16 tháng 7, hoặc là 23 tháng 7. Tiểu bang thứ 21 là Colorado. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 ở đây là bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 đến 11 tháng 6. 22 Delaware, lịch gửi là vào ngày 29 tháng 6. 23 Illinois, lịch gửi là vào ngày 21 tháng 6 đến 29 tháng 6. Tiểu bang này có lịch gửi theo case number hoặc là theo ngày mà quý vị có chương trình food stamp bình thường. 24 là tiểu bang Louisiana. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 ở tiểu bang này sẽ vào một trong những ngày sau đây. 4 tháng 6, 11 tháng 6, 18 tháng 6 hoặc là 25 tháng 6. Thứ 25 là tiểu bang Michigan. Tiểu bang này có lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. 26 Ohio Lịch gửi là vào ngày 22 tháng 6. 27. Oklahoma. Có lịch gửi là vào ngày 10 tháng 6 đến 15 tháng 6. 28. Tiểu bang Utah. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 ở đây là vào ngày 26 tháng 6. 29. Texas. Tiểu bang Texas có lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. 30 là Connecticut. Tiểu bang này có lịch gửi là ngày 16 tháng 6. 31 Massachusetts, lịch gửi là ngày 1 tháng 7. 32 New York, lịch gửi là từ ngày 6 tháng 6 đến 29 tháng 6. 33 là tiểu bang Vermont. Tiểu bang này sẽ gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 vào tháng 7 và ngày cụ thể là 14 tháng 7. Và cuối cùng là Virgin Island. Tiểu bang này có lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 6 vào ngày 25 tháng 6. Quý vị thân mến, đó là danh sách cập nhật mới nhất của các tiểu bang và các đảo quốc có tiền thực phẩm khẩn tháng 6 năm 2022. Nếu so sánh với danh sách của những tiểu bang có tiền thực phẩm khẩn tháng 5 năm 2022 thì trong tháng 6 có 3 tiểu bang đến ngày hôm nay vẫn chưa có tên trong danh sách đó là Indiana, Nevada và New Mexico. Theo Lê Đinh được biết, thì thống đốc của tiểu bang Nevada đã ký lệnh chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở tiểu bang vào ngày 20 tháng 5 năm 2022. Có lẽ vì lý do này mà tiểu bang Nevada sẽ không có tiền thực phẩm khẩn tháng 6. Tuy nhiên, Lê Đinh cũng sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật với quý vị những thông tin mới nhất, cũng như tên của những tiểu bang vừa được thêm vào danh sách có tiền thực phẩm khẩn tháng 6 trong những tuần lễ tiếp theo. Quý vị thân mến, ở phần tiếp theo của video ngày hôm nay, Lê Đình cũng xin cập nhật với quý vị danh sách của 7 tiểu bang sẽ chấm dứt lệnh tuyên bố khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm 2022 và việc này sẽ ảnh hưởng gì đến tiền thực phẩm khẩn của quý vị trong những tháng tiếp theo. Đó là các tiểu bang sau đây: California 30 tháng 6, Colorado 21 tháng 6, Connecticut 30 tháng 6, Delaware 25 tháng 6, Maine 30 tháng 6, New Mexico 29 tháng 6 và tiểu bang Alaska 1 tháng 7. Việc chấm dứt lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở các tiểu bang này sẽ khiến cho những quý vị đang có tiền food stamp ở các tiểu bang đó sẽ không được tiếp tục nhận thêm tiền thực phẩm khẩn nữa. Cho nên, nếu đến những ngày này mà chính phủ ở các tiểu bang trên không gia hạn thêm lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở tiểu bang mình thì tiền thực phẩm khẩn của những quý vị ở những tiểu bang đó có thể sẽ bị chấm dứt theo cho dù lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của chính phủ liên bang vẫn còn hiệu lực. Sở dĩ quý vị được nhận thêm tiền thực phẩm khẩn kèm với tiền food stamps hàng tháng của quý vị từ tháng 4 năm 2021 cho đến nay là do trong thời gian đại dịch COVID-19, cả chính phủ liên bang và chính phủ của các tiểu bang đều có ban hành lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có hiệu lực trong vòng 3 tháng. Nếu tình hình lây nhiễm COVID-19 vẫn chưa giảm thiểu thì chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Nếu lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của chính phủ liên bang và cả chính phủ tiểu bang vẫn còn hiệu lực thì quý vị sẽ tiếp tục được nhận tiền thực phẩm khẩn kèm với tiền food stamps hàng tháng. Còn nếu lệnh khẩn cấp của một trong hai chính phủ, hoặc là của liên bang, hoặc là của tiểu bang bị chấm dứt thì tiền thực phẩm khẩn ở tiểu bang quý vị cũng sẽ bị chấm dứt. Hiện nay, lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của chính phủ liên bang vẫn còn có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2022 và theo dự đoán thì lệnh này có thể sẽ được gia hạn thêm 3 tháng nữa. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán. Còn muốn biết lệnh này có được tiếp tục gia hạn hay không thì quý vị và Lê Đinh cần chờ thêm một tháng nữa. Còn ở cấp tiểu bang thì nhiều chính phủ tiểu bang đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở tiểu bang mình. Thí dụ như các tiểu bang Florida, Tennessee, South Dakota, Nebraska hoặc là Idaho. Và cũng vì lý do này mà người có food stamps ở các tiểu bang đó không còn được nhận tiền thực phẩm khẩn như những quý vị ở các tiểu bang khác nữa. Đến cuối tháng 6 hoặc là đầu tháng 7 năm nay có thêm nhiều chính phủ tiểu bang sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều quý vị không còn tiếp tục được nhận tiền thực phẩm khẩn trong những tháng tiếp theo. Ngoại trừ chính phủ tiểu bang tiếp tục gia hạn lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của tiểu bang mình, và cả chính phủ liên bang cũng gia hạn lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở liên bang. Lê Đình sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật với quý vị khi có những thông tin mới về việc này. Còn trước mắt, thì những quý vị có food stamps ở các tiểu bang mà Lê Đinh vừa mới nêu trên như là tiểu bang California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, New Mexico hoặc là tiểu bang Alaska có thể sẽ bị mất đi một khoản thu nhập ít nhất là 95 đô la mỗi tháng vì sẽ không còn nguồn tiền từ chương trình thực phẩm khẩn hàng tháng nữa. Quý vị thân mến, và đó là những gì mà Lê Đinh muốn gửi đến quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đình hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Trong thời gian sắp tới, Lê Đình sẽ gửi đến quý vị thêm nhiều video với những thông tin hữu ích khác. Cho nên, nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe, xin quý vị hãy nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đình có video mới. Lê Đình xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi tạm chia tay, Lê Đình xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo